thử gắn cái này cái này vô xem như thế nào. Mở cái lồng ra thì nó vừa là bo thấy không? Bây giờ úp gáp được cái này vô nữa. Để biết kết quả như thế nào mời cả nhà xem nha. Xem hết nha. Lên đi Út đã quá. Bây giờ Út bắt nha. Dạ. Rồi trong giây phút hồi hộp nha. Đầu nha. À, tất cả rất là ok luôn. Wow, đẹp không? Đẹp. Út ơi. Đã rồi, Út bắt số số 2 nữa rồi. Chứ mà quay rất là im, bo, nó quay rất là im nhưng mà nó rất là nguy hiểm, nó là nặng máy nữa, nó quay những rất là im nhưng mà Út thấy á, cái quạt thì B3, cái quạt B4 nó rất là nặng máy chứ không có động mà rất là nguy hiểm, hoặc là Út để cho mát vậy thôi, nhưng mà xài rất là nguy hiểm phải không? Chứ mà là thôi dậu nên tháo nó đi voi. Chứ rất là nguy hiểm. Để đâu nó rất là nguy hiểm cho mình tháo mình gắp lại đi, nắm lại đi. Nhà Út thấy chạy rất là im nhưng mà cánh quạt nó rất là bén. Bởi vì Út gắn vô để thí nghiệm cho cả nhà và các con thôi coi thôi chứ không có để đây được. Để Út tắt về Út chỉ cái khuyết điểm cho các con và cả nhà coi. Nè, thấy không bo? Mấy cái cạnh này rất là bén không bo? Bởi vì Út không có để ra đây được, Út chỉ thí nghiệm cho là bây giờ Út tháo ra, gắn cái lồng lại. Nè, thấy không? Mấy cạnh nhọn này nè, rất là nguy hiểm. Nó gơ nó xuất ra là nó sẽ chèn sát vào lưng, phải không? Thứ nhất là nó không có lồng nữa, mình để dưới thấp á, bởi vì rất là nguy hiểm, bởi vì Út tháo ra, gắn cái lồng lại. Tháo cái lọ cánh quạt này đi cắt và mình xuống để cái thuốc viên lại đây nha. Đúng khổ. Nếu cả nhà cảm thấy hay cho Út Lê xin một like nha và đăng ký kênh nha. Rồi chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Rồi Út Lê xin tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú.